Với nhiệm vụ khai thác quản lý các hồ đập trên địa bàn thị xã Đông Triều, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều đã chủ động tích cực đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão. Đầu tháng 6 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều đã đi vào vận hành thử trạm bơm tiêu Việt Dân trước mùa mưa bão. Đây là công trình được thi công từ năm 2018 và được đưa vào sử dụng trong năm 2020. Công trình do vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, phục vụ tiêu úng cho 875 hectare diện tích lưu vực của 3 xã Việt Dân, Thủy An và Bình Dương. Tổng công suất của trạm là 36.000 mét khối trên một giờ. Trạm bơm tiêu Việt Dân thì với nhiệm vụ là tưới cho tiêu cho 875 hectare diện tích vực của 3 xã Việt Dân, Thủy An và Bình Dương. Với một cái diện tích lớn như vậy mà trạm bơm được xây dựng từ năm 75, đưa vào sử dụng 76 thì máy móc cũ kỹ lạc hậu nên là không còn thiết bị thay thế, thì công ty đã báo công an tỉnh để cho sửa chữa nâng cấp. Và trạm bơm tiêu Việt Dân 1 này thì được khởi công xây dựng giữa năm 2018 và hoàn thành cuối năm 2019 và đưa vào sử dụng trong năm 2020. Và khi trạm bơm tiêu Việt Dân đưa vào sử dụng thì có thể khẳng định nó đảm bảo công tác tiêu úng chủ động cho coi là 875 hectare diện tích lưu vực và đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt là cái vùng phát triển cây trồng cạn của xã Việt Dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao quản lý khai thác 20 hồ đập lớn và vừa với tổng dung tích trữ nước khoảng 41,1 triệu mét khối, 5 trạm bơm tưới, có 15 tổ máy với tổng công suất 18.000 mét khối trên một giờ, 5 trạm bơm tiêu, có 42 tổ máy với tổng công suất là 147.000 mét khối trên một giờ, 1 cống tiêu dưới đê, quản lý trên 150 km kênh tưới tiêu các loại và các công trình trên kênh. Hàng năm tưới cho 6.100 hectare diện tích gieo trồng và tiêu cho 4.048 hectare diện tích lưu vực, phục vụ tưới tiêu cho 19 xã phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Trước và trong mùa mưa bão, công ty đã thành lập đoàn kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi do công ty quản lý và có kế hoạch sửa chữa cho từng hạng mục công trình hư hỏng xuống cấp, đồng thời lập phương án phòng chống lụt bão năm 2020 với phương châm 4 tại chỗ, kiểm định an toàn đập và xây dựng quy trình vận hành điều tiết cho các hồ chứa nước. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Ninh được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho làm chủ đầu tư dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8. Vay vốn Ngân hàng Thế giới. Thì toàn bộ dự án trên địa bàn tỉnh thì có 9 hồ chứa. Thì trong đó là thị xã Đông Triều nó có 4 hồ chứa. Gồm có là hồ Khe Chè, hồ Dọc Chày, hồ Đá Trắng và hồ Đồng Đỏ 1. Đến thời điểm hiện nay thì là chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà thầu và cũng đã triển khai và đạt được cái tiến độ theo yêu cầu. Và khối lượng đạt được trên 95%. Đến thời điểm hôm nay thì các đảm bảo được các điều kiện về phòng chống lụt bão. Đến thời điểm này, các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ đập trên địa bàn thị xã Đông Triều luôn đảm bảo an toàn và ổn định, sẵn sàng đối phó với úng lụt, bão lũ. Qua đó còn phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp cũng như dân sinh kinh tế trên địa bàn.